các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan Hàng Nhật. Hôm nay shop xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ Citizen. Em này hàng đập hộp luôn mọi người nhé. Có sách cũng như là phiếu bảo hành đi kèm đây. Cái mẫu này thì rất hiếm khi về được hàng mới nguyên hộp. Thì bác nào mà ưng cái mẫu này thì có thể inbox cho shop. Giá vừa hợp lý mà lại còn là hàng đập hộp luôn. Em này thuộc hãng Citizen. Khi mà tròn giờ thì đồng hồ sẽ đánh nhạc. Ban đêm tự động ngắt chuông đêm, có mắt cảm biến ánh sáng đây. Nhật thì gần như những cái chiếc đồng hồ này đều được trang bị cảm biến ánh sáng toàn bộ để cho đêm không bị mất ngủ, cũng như là buổi trưa mình kéo rèm không đủ ánh sáng thì đồng hồ cũng sẽ không kêu. Em này nó độc đáo ở một chỗ là có những cái bộ phận là lắc xoay này rất là xinh. Nó không phải là những cái vòng xoay như những cái chiếc đồng hồ khác. Em này nó lại là hai một chàng hoàng tử và một cô công chúa đang cùng đứng để rung chuông, rất là sinh động. Mình để chiếc đồng hồ như này đỡ bị nhàm, treo rất là sang. Cái màu này cũng khá là sang và ít khi gặp. Cái kích thước của em đồng hồ này là 47 x 28. Cái mã của chiếc đồng hồ này là 363. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn, mã là 363, để tham khảo cũng như là xem ảnh chi tiết của chiếc đồng hồ này. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.